Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với blog tin Thi Thi. Hy vọng rằng với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những trải nghiệm thú vị và những thông tin hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Anh nằm chiếc bánh xèo người phụ nữ để lại đứa con 3 tuổi cho chủ quán. Thương bé gái 3 tuổi bị mẹ bỏ, chân tay lấm lem, mặt mệt mỏi. Vợ chồng ông Trương mang về nhà nuôi gần một năm qua. Ngày 2 tháng 9 đường phố Sài Gòn rộng thanh thang ít xe cộ qua lại. Các con cháu đưa nhau đi thảo cầm viên chơi. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Trương, phường 16, quận Vò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đẩy xe bánh xèo ra đường Lê Đức Thọ đổ bánh bán sớm. Khách ăn xong quỵt tin, bỏ con lại. 11 giờ trưa, ông đẩy xe đựng chén bát bàn ghế, bếp, củi ra chỗ bán. Theo sau chồng, bà Phạm Thị Luôn đẩy xe có nồi bột, nhân làm bánh, nước chấm làm sẵn. Hai người già tóc muối tiêu, còng lưng đẩy xe, mồ hôi nhĩ nhại. Mấy người bán trái cây bán báo rào nói, lớn tuổi rồi mà ông bà ấy vẫn mê làm việc. Cuối năm ngoái khách đến ăn rồi bỏ lại đứa con khoảng 3 tuổi. Ông bà ấy nuôi từ đó, con bé giờ theo ông bà ấy lắm. Vợ chồng ông Trương cùng 66 tuổi. Trước đây ông là giáo viên, bà mở quán bánh xèo lề đường bán, khi nghỉ hưu, ông ra phụ vợ bán bánh xèo. Hàng ngày bà đứng bếp đổ bánh, ông chạy lấy rau, bánh tráng, nước mắm cho khách. Khách ăn xong, ông dọn bàn, phụ vợ rửa chén đũa. Ngày 22 tháng 12 năm 2018, Sài Gòn đang mùa Giáng sinh. Thời tiết xe xe lạnh, đường phố trang trí đẹp mắt, nhạc Giáng sinh rộn ràng. Như thường lệ thì ông Trương cùng vợ dọn hàng ra bán. Mùa Giáng sinh nên khách vào quán ông bà ăn nhiều hơn. 2 giờ chiều hôm đó, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, cao tầm mét 6, da ngăm đen, mặc bộ đồ hoa dẫn con gái vào, cô con gái khoảng 3 tuổi, đến quán và gọi năm chiếc bánh xèo ăn. Ông Trương lấy rau, bánh tráng, nước chấm và trà đá cho khách. Khi bà luôn vừa làm xong năm cái bánh xèo nóng hổi thơm phức, ông đưa ra bàn cho hai mẹ con cùng ăn. Xong thì ông đi phục vụ ở bàn khác. Còn bà luôn thì lui cui ở bếp, đổ hết đợt bánh này lại đến đợt bánh khác. Ăn xong người phụ nữ không trả tiền mà lặng lặng bỏ đi để lại cô con gái. Bên cạnh bé gái là một cái túi sách cũ bạc màu. Bên trong túi có hai bộ đồ của bé gái đã cũ rích, khét đông. Vợ chồng tôi không để ý, ông Trương nhớ lại. Khi nhìn thấy bé gái ngồi một mình, không thấy người phụ nữ đâu, ông đến hỏi. Mẹ con đâu rồi? Nét mặt mệt mỏi, bé gái vừa nói vừa mếu máu. Mẹ đi rồi. Cháu bé đáng thương lắm, bị mẹ bỏ lại nhưng không khóc, cháu cứ ngồi im ở ghế, không quậy phá. Hai chân cháu đầy thẹo, bụi đất và cứ thế chà vào nhau. Ông Trương nhớ lại lúc nhìn thấy bé gái. Gọi bé gái là cháu nội. Các nhà phố của vợ chồng ông Trương ở gần nhà thờ giáo sứ Làng Sơn. Nơi đây từng có rất nhiều trẻ em bị người thanh mang đến bỏ trước cổng rồi lặng lặng rời đi. Từng chứng kiến những câu chuyện đau lòng, ông Trương cùng với vợ nghĩ rằng chắc là bé gái đã bị mẹ bỏ rơi. Người ta bỏ con như bỏ một món đồ vậy Ít ra thì cũng để lại lời nhắn Là con nhiêu tuổi tên gì chứ Đằng này không có một cái gì cả Ông Trương buồn nói Dù biết là người phụ nữ kia đã bỏ con Bà luôn vẫn nói với chồng là chờ đến tối Phi biết đâu mẹ bé chỉ gửi rồi đi công chuyện Bà rửa mặt tay chân cho bé Lấy nước cho bé uống Trái cây cho bé ăn Rồi hai vợ chồng bà vừa làm vừa thay nhau trò chuyện Cho em bé đỡ tuổi thanh Chờ đến chiều tối vẫn không thấy người phụ nữ kia đến đón con Bà luôn cùng với chồng quyết định mang về nhà nuôi Và đặt tên là Nguyễn Ngọc Tường Vi Gọi là cháu và xưng là ông bà nội Có bé len lắm, mặt mũi rất đẹp Vậy mà bị mẹ bò Bà luôn nói Ông Dương cho biết là vợ chồng ông có hai cháu nội, ba cháu ngoại Cho nên khi về nhà mới Có các anh chị chơi cùng Tường Vi thích nghi nhanh Điều ông thắc mắc là không hiểu sao lúc nào bé cũng đưa hai cái chân trà vào nhau Miệng thì nói là con dán ông ơi, con sợ lắm. Hai ông bà phải mất một tuần để tập và giúp bé bỏ được cái tật xấu này. Chắc là con bé sinh ra trong gia đình khó khăn hoặc là từng sống ở đường phố thì mới vậy. Ông Trương đặt nghi vấn. Đến nay thì Tường Vi đã sống với ông bà Trương được gần một năm. Em bé lễ phép và ngoan ngoãn, nghe lời ông bà nội và các anh chị. Ông Trương cho biết là em bé rất thích đi học. Từng là một thầy giáo, tối nào ông cũng dạy chữ, nhận biết màu, đồ vật, con vật cho các cháu. Con bé học nhanh lắm, tôi chỉ dạy một lần là cháu nhớ. Giọng ông Trương hạnh phúc. Cố gắng làm việc lo cho cháu ăn học. Ông Trương cho biết là do Tường Vi không có giấy khai sinh, vì vậy vừa rồi vợ chồng ông phải cho bé học ở trường mẫu giáo tư, học phí mỗi tháng hơn 3 triệu đồng. Hiện tại thì ông đang làm giấy khai sinh, nhập hộ khẩu cho Tường Vi để tới đây bé sẽ được học trường công và được hưởng các quyền lợi của trẻ em. Con gái của ông Trương đang ở với ba mẹ, chị và chồng không còn sống chung với nhau. Trong giấy khai sinh của Tường Vi, ông Trương nói sẽ để con gái là mẹ của bé. Vợ chồng tôi cũng lớn tuổi rồi, để cháu gọi là ông bà thì hợp lý hơn. Ông Trương nói và cho biết là nhất định sẽ chăm sóc yêu thương và lo cho Tường Vi một tương lai tốt. Con bé rất nhanh và thông minh. Dù kinh tế không quá khá giả, nhưng tôi có lương hưu và có cả quán bánh xèo mở hơn 21 năm nay, nên có thể đủ lo cho bé. Quan trọng là có sức khỏe là được. Dòng ông Trương lạc quan. Nghe chồng nói thì bà luôn cười hiên đồng ý với chồng. Trao đổi với Việt Nam Net, ông Ngô Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 16 xác nhận, vợ chồng ông Trương đã nuôi bé Tường Vi gần một năm qua. Sau hôm nhặt được bé ở quán thì sáng hôm sau ông đến Ủy ban phường trình báo. Sự việc đã có sự chứng kiến của tổ trưởng khu phố và những người dân sống xung quanh. Sau khi đăng thông báo không ai đến nhận con thì Ủy ban phường thấy vợ chồng ông Trương đủ điều kiện nên đã tạo điều kiện để nuôi bé Tường Vi. Hiện nay chúng tôi đã tiếp nhận giấy tờ xin làm giấy khai sinh và nhập hộ khẩu cho bé Tường Vi của ông Trương. Chúng tôi cũng đang xác minh để hoàn tất thủ tục cho bé Tường Vi được đi học và hưởng những quyền lợi của trẻ em, ông Minh nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng thông tin vừa rồi hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Chúng ta có thể nhắn tiếp vào đây để xem thêm một số thông tin khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.